Hân hoan chào đón tất cả quý vị đang ghé thăm giọng đọc xứ cơ hoa trên kênh youtube của Misa USA trong giờ đọc truyện hôm nay. Thường chúc quý vị cùng gia đình luôn an yên và tràn đầy hạnh phúc. Nơi đây, giọng đọc xứ cơ hoa xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị đã, đang và sẽ tiếp tục thương yêu giọng đọc. Quý vị ơi, cũng xin đừng quên hoan hỷ nhấn chuông subscribe đăng ký kênh và giới thiệu cho bạn bè cùng người thân ủng hộ cho giọng đọc xứ cờ hoa nữ giá xin cảm ơn quý vị rất nhiều và bây giờ giọng đọc xứ cờ hoa mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết đôi mắt người xưa của tác giả nhà văn ngọc linh chúc quý vị có những phút giây nghe truyện thi và thoải mái ngọc dung rất nung nao trong dạ trước những dự định về tương lai sau bữa cơm tối, Mộng Ngọc đi vào phòng để cho Vũ tự do nói chuyện với con. Ngọc Dung cũng đứng lên định bước ra hành lang hứng mát, thì Vũ đứng lên nói, Dung, con chờ ba giấy. Ngọc Dung quay lại nhìn cha mỉm cười, hai cha con đi sát vào nhau, ra ngoài sân. Ánh đèn tỏa sáng tờ mờ đủ cho Vũ nhìn thấy vẻ mặt vui tươi của con gái. Lát nữa đây, Dung sẽ được nghe hết câu chuyện tồi tệ về Trân. Liệu nàng có giữ được vẻ mặt như thế chăng? Ngọc Dung đến bên một chiếc băng, ngồi xuống rồi, ngước nhìn cha mà hỏi. Ba, ba thấy má anh Trân như thế nào hả ba? Vũ ngồi xuống bên con đáp. À, bà Hội cũng vui tính quá chứ con. Dạ, sớm mai này sao con run hai cái chân quá à ba? Con hỏi mẹ. Mẹ nói cô gái nào cha mẹ chồng đi coi cũng vậy hết á Mà mẹ con hồi đó có vậy hay không hả ba? Vũ phì cười Bà với má hồi đó cưới nhau bên Pháp Có ai đi coi mắt đâu mà rung Ngọc Dung chớp đôi mí mắt Ờ à, ha Ba với mẹ cưới bên Tây nè Con nhớ rồi Ông ngoại ưa nói chuyện đó cho con nghe lắm Ông ngoại nói cưới hỏi bên ấy mà ở Sài Gòn á, ông ngoại cũng đã tiệc rần rần, đông lắm. Rồi Ngọc Dung ngừng lại hỏi Vũ. Mà ba có chịu anh Trân chưa vậy ba? Có chịu làm xui với má của anh ấy hay không ba? Hồi chiều mẹ con có nói bà chịu rồi đó. Vũ nhìn con thấy khó mở lời, chàng nói đậy đưa. À bà hội cũng là người đàng hoàng đó để rồi xem sao ngọc dung hỏi tới tắt nghĩa là ba 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 chưa có quyết định hả ba vũ vụt nhớ ra điều gì vội nói kìa con người ta mới làm quen chứ nào đã chính thức hỏi cưới con đâu mà bảo ba quyết định bên cậu trân chưa có đánh tiếng hỏi nữa mà chắc gì bà hội chịu cưới con cho cậu ấy đâu ngọc dung mỉm cười bí mật <cười> chịu rồi ba à sao con biết con có gặp anh trân hồi chiều này á vũ ngạc nhiên nhìn con hỏi lại đã gặp rồi hả mà con hẹn gặp ở đâu dạ anh ấy lái xe đến sau biệt thự của mình nè ảnh nhờ chị bếp ra gọi con ảnh cho biết là má ảnh vừa lòng con lắm độ ít lâu nữa bà sẽ đến hỏi con cho anh trân nếu xong á thì bà sẽ xin cưới ngay vũ lộ vẻ suy nghĩ vậy hả sao bà hội tính gấp quá vậy kìa mới hôm nào đây á bà nghe đứa nào tính hỏi rồi để đó đợi ra trường đã ngọc dung bẽn lẹn cúi đầu dạ con tính vậy nhưng anh trân ảnh muốn cưới gấp hà ba ảnh nói cưới rồi mướn nhà ở riêng con cứ đi học ảnh đi làm việc có làm sao đâu con nghe cũng phải hả ba?" Vũ chỉ gật đầu lấy lệ. "À, ờ, à, à. Chàng đã nhìn thấy phần nào toan tính của Trân, nhưng tại sao Dung lại quá nghe lời Trân như vậy? Vũ nhìn con thấy cần biết rõ mối tình giữa Dung và Trân đã đi đến mức độ nào rồi. "Trước sau gì chàng cũng hỏi, thì có quanh quẩn cũng vậy thôi." Vũ khẽ hỏi Ngọc Dung. "Con à." "Dạ." Con là đứa con duy nhất của ba với mẹ. Chắc con cũng hiểu lòng thương yêu của ba mẹ đối với con như thế nào hả? Ngọc Dung cúi đầu đáp nhỏ. Dạ, con hiểu lắm. Rồi nàng ngước lên nhìn cha. Nhưng mà sao ba hỏi con như vậy? Con có làm điều gì làm lỗi hay chăng? Không có gì đâu. Nếu có làm lỗi cũng không phải hoàn toàn do con. Mà ba mẹ cũng có phần trách nhiệm. Ba, ba nói gì con không hiểu. Vũ chậm rãi tiếp lời. Lần lần rồi con sẽ hiểu. Bây giờ con hãy hứa với ba một lời nghe. Dạ, hứa thế nào hả ba? Hứa là con nói hết sự thật. Con đừng có giấu giếm ba bất cứ việc gì á. Ngọc Dung gượng cười nói. Thưa ba, từ nhỏ đến lớn con vẫn vậy. Không bao giờ con giấu giếm ba mẹ việc gì cả. Vũ gật đầu. Như vậy thì con ngoan lắm. Nhưng việc này rất hệ trọng, không phải chuyện thượng đâu. Nó có liên quan tới hạnh phúc tương lai của con. á. Ngọc Dung sững sờ nhìn cha, không hiểu tại sao tự nhiên ông nói vậy. Nàng hỏi, xin ba cứ nói ngay đi, con băn khoăn quá à ba. Vũ cất giọng đột ngột. Con có thường đi chơi riêng với Trần Hàng không? Ngọc Dung vẫn chưa hiểu gì nên ngập ngừng đáp. Dạ cũng một đôi khi uh, rảnh rang nhưng lần nào đi chơi với anh Trân con cũng có hỏi mẹ hết á. Con thường hay đi đâu? Ra ngoại ô hay là đi cine? Ngọc Dung lắc đầu. Dạ không, con đâu có ra ngoại ô lần nào đâu. Còn cine thì có đi một lần với mấy chị bạn nữa. Vũ cảm thấy nhẹ nhõm các người, chàng thở ra khoan khoái. Nếu vậy thì chắc Ngọc Dung chưa bị Trân làm hại. Nhưng muốn chắc chắn hơn, chàng hỏi thêm. Thế Trân và con thường đi chơi ở đâu? Dạ, đi vòng vòng ở chợ Sài Gòn, đường Lê lợi. Có lần đi vô sở thú, rồi vô viện bảo tàng xem đồ cổ đó ba. Như vậy thôi sao? Dạ. Đến lượt Ngọc Dung nhìn cha hỏi lại sao tự nhiên ba lại hỏi con như vậy ba muốn biết rõ cậu trân đưa con đi chơi những đâu vậy mà cậu ấy có mời con lên binh đinh hàng không dạ có ba à vũ sửng sốt nhìn con rồi hỏi ngay trần có mời con lên binh đinh nữa không sao Dân! từ bao giờ vậy con mà con có đi hàng không ngọc dung ngạc nhiên mở to đôi mắt ngói cha Tại sao tự dưng cha nàng hốt hoảng như vậy? Nàng ngập ngừng đáp. Thưa ba, anh Trân mới mời con hồi chiều này hả? Con, con, con chưa có nhận lời. Nhưng con hứa sao giờ học ngày mai? Dạ, ảnh nói sẽ đưa con đi coi gian phòng ở Bình Đinh nơi vợ chồng sẽ ở với nhau. Sau ngày cưới, có được hay không ba? Vũ yên tâm hơn, nhưng chàng cũng hỏi thêm Ngọc Dung nói rõ ra từ trước đến nay à, chưa bao giờ con đi với trân vào một chỗ nào mà thiên hạ có thể hiểu ngầm những điều không tốt hả con ngọc dung nhìn sững cha và chỉ lắc đầu không đáp vũ mừng lắm chàng thấy rõ một phần giả tâm của trân hắn không để chậm trễ một phút nào cả nhất định là hắn sẽ đưa ngọc dung về bên ninh rose chớ không đâu khác nơi mà hắn đã phá hoại bao nhiêu mảnh đời non dài vũ chợt nghĩ nếu mà trân có hậu ý tồi tệ đó sao mà hắn lại đưa mẹ tới đây mà hỏi cưới ngọc dung tại sao hắn ràng buộc mình vào chuyện chính thức của hai gia đình cho thêm phiền phức rồi chàng nhủ thầm có lẽ ngọc dung khéo giữ nề nếp nên trân không có giở thối đểu giả ra với con mình được buộc lòng hắn phải dùng tới lá bài cưới hỏi giả hiệu cho con mình tin tưởng với thủ đoạn đó con nhà nề nếp gia giáo cũng có thể bị lừa vì các cô tin tưởng trước sau gì người đó cũng là chồng mình vì cơ phạm trái cấm có cần gì phải tránh nhưng mà có biết đâu khi toại nguyện rồi những thằng đàn ông như trân có thể dở ngón phủ phàng tìm cách hồi hôn với nhiều lý lẽ chính đáng mà chúng sẽ tìm ra không khó ngọc dung thấy cha lặng thinh ngập ngừng hỏi thưa ba sao ba lại hỏi con lạ vậy có ai đàm tiếu gì về chúng con hay chăng về chuyện đến binh đinh xem phòng có hại gì hay không ba con có bảo anh ấy hỏi ba nhưng ảnh bảo con là đi coi phòng một chút mà cần gì phải hỏi vũ thấy đến lúc không nên giấu giếm con gì nữa hết chàng nghiêm giọng bảo ngọc dung hiện giờ thì chưa ai đàm tiếu gì về con đâu nhưng ba muốn dặn con một điều là kể từ này về sau, con không có nên đi đâu một mình với Trân cả. Con hãy ghi nhớ lời ba dặn đó. Ngọc Dung ngơ ngác như người từ trên cung trăng đớp xuống. Như vậy nghĩa là sao? Vũ từ từ cất tiếng. Con hãy bình tĩnh nghe hết câu chuyện mà ba sắp nói ra đây. Nó sẽ làm cho con buồn, nhưng thà thế còn hơn để cho con khổ cả một đời á. Ngọc Dung từ từ đứng lên nhìn cha lo sợ. Ba, trời ơi, có chuyện gì vậy ba? Ba làm con lo quá à. Vũ ra dấu bảo Ngọc Dung ngồi xuống tiếp lời. Con ngồi xuống đi, câu chuyện hơi dài. Con ráng bình tĩnh sẽ thấy mình ít khổ hơn á. Ngọc Dung ngồi xuống sát bên cha, hơi thở dồn dập. Nàng nhìn Vũ với đôi mắt lo âu. Vũ thương con vô cùng, và chàng thấy càng rào đón nhiều, Ngọc Dung mới chịu đựng nổi một sự thật quá phủ phàng. Chàng nhìn con với đôi mắt triều mến. Ngoài ba mẹ, có lẽ cậu Trân hiện giờ là người được con yêu quý nhất phải hay không con? Ngọc Dung gật đầu. Thưa ba, dạ. Vũ nghiêm giọng nói. Nếu cần phải xa cậu Trân con có đủ can đảm hàng chăng? Trời, Ba có, ba có chuyện gì vậy ba? Trần không có xứng đáng với con. Nét mặt Ngọc Dung thật là buồn, nàng nói nhỏ. Nghĩa là ba ba không bằng lòng gả con cho anh Trân. Sao vậy ba? Con muốn được biết rõ lý do. Vũ chậm rãi nói. <laughs> Mấy hôm trước con có hỏi ý kiến của ba. Ba bảo để chậm chậm ba dò xét thêm về Trân nay bà đã biết rõ trân không phải là người tốt cậu ta không có thành thật và nhiều cô gái đã bị cậu ta lường gạt ái tình á trời ơi có lý nào mà như vậy người ta đặt điều hại anh ấy đó ba vũ lắc đầu ba cũng đã nghĩ như con nhưng có những bằng chứng xác thật rồi con nghĩ ra ngọc dung vẫn một mực bên vực trân không có đâu ba con tin tưởng anh Trân không phải là hạng người như vậy. Anh là một kỹ sư tốt, một sinh viên có hạnh kiểm trong sạch mà ba. Ai nói với con như vậy? Dạ, dạ anh Trân đã nói. Dạ lại bạn bè ai cũng thương anh ấy hết á. Vụ lắc đầu. Trân tự cho mình là tốt mà con cũng tin nữa sao? Còn bạn bè nó, con đã biết đủ hết hay chưa? những người hiện tại đang chạy theo nịnh bợ muốn nhờ giả nó trân dư giả tiền bạc con không thấy làm sao ngừng một lúc vụ tiếp thôi được rồi con đã quá tinh trân thì ba sẽ cho con biết nhiều sự thật phủ phàng hơn có thế con mới xóa bỏ được thần tượng trong đầu con con nên biết gian phòng ở binh đinh kia không phải trân mới mướn mà đã có từ lâu rồi ba còn biết đó là bên đinh rose nữa đó ngọc dung lộ vẻ không hiểu nhìn cha thưa ba dù cho gian phòng đó trên binh đinh kia anh trân mướn đã lâu cũng chẳng có hại gì sao con thấy ba cứ thắc mắc về chuyện đó vũ cất giọng nghiêm nghị trân đã mượn gian phòng đó làm chuyện không tốt nó đã phá hại cuộc đời bao cô gái nhẹ dạ non lòng rồi đó cọc ngọc dung lặng người đi trước những lời quá đột ngột của cha trời có thể như thế được sao trân là người hư hỏng vậy sao nàng hỏi lại vũ có thật hay không ba ai nói cho ba biết gì ba vũ đáp nhỏ chính bè bạn chơi thần với trần từ lâu đã nói cho ba nghe đó biết chừng đâu có chuyện gì mất lòng nhau họ đặt điều mà nói xấu anh trân đó ba không đâu con không phải tự nhiên họ đến nói với ba mà tại ba nài nỉ họ giả lại còn những bằng chứng xác thực khác rồi con sẽ thấy ngọc dung nhìn cha hỏi bằng chứng gì hả ba ba sẽ đưa con đến những nơi mà ta có thể hiểu sự thật về trân ngọc dung nôn nao hỏi đi ngay bây giờ hả ba vũ lắc đầu không bạn đêm mà đi đâu con mai hẳn hay còn cứ tin những lời ba nói là đúng sự thật. Bao nhiêu cô gái gì quá tinh trân, ôm hận suốt đời. Có cô cũng là con nhà khá giả đó. Ai bị trân gạt lên binh đinh đó rồi thế nào cũng thất thân với nó. Lúc nãy bà nghe con nói trân mời lên binh đinh đó, mà hết hồn. Ngọc Dung lắc đầu. Thật con không ngờ trân tệ đến như vậy. Nhưng thưa ba, anh ấy chính thức muốn cưới hỏi con. Không lý anh ấy còn dự định làm chuyện tồi tệ đó. Nhưng vậy bà hội đồng cũng một ý với anh Trân hay sao ba? Vấn đề phức tạp, chính vụ cũng không dám quả quyết bà hội có biết rõ tâm địa của con hay không. Nên khi nghe Dung hỏi, chàng thấy khó trả lời. Vũ đành giải thích cho con nghe theo sự suy luận của mình. Bà không tin bà hội biết được ý Trân, nhưng chắc do con quá đoan trang nên trân phải làm ra vẻ thành thật đến mức đi hỏi con làm vợ dù là người nề nếp biết suy nghĩ dè dặt con cũng sẽ tin tưởng ở tấm lòng của trân và với ý nghĩ người này trước sau gì cũng sẽ là chồng của mình thì con rất dễ bị trân làm hại đó ngọc dung lắc đầu thưa ba trân không có dám làm như vậy đâu ba đã chính thức hỏi con trước mặt gia đình đôi bên anh ấy sẽ liệu làm sao vũ cất giọng nghiêm nghị đám hỏi với nhau rồi mà người ta còn từ hôn được đó con họ tìm một cớ nào đó cũng không khó mà chừng ấy lỡ con đã thất thân rồi con có dám thưa kiện hay chăng còn danh giá gia đình mình có làm ra cho to chuyện chỉ xấu hổ thêm thôi ngọc dung nín lặng vũ nói tiếp bởi thế mà mấy cô con nhà danh giá bị trân lừa gạt chỉ cam chịu không có dám hở môi có cô phải sang pháp mà phá thai đó trời ơi cô nào vậy ba vũ ngẫm nghĩ rồi nói cô hạnh hay là cô duyên gì đó ba quên tên rồi còn nhiều lắm ba hỏi kỹ rồi tự con đi tìm hiểu thêm về trân xem tệ hơn nữa là có cô thợ mai nghèo khổ bơ dơ cũng bị trân khuyến dụ rồi bỏ rơi người ta. Đến nỗi cô ấy phải đi làm gái nhảy đó. Ngọc Dung không còn bình tĩnh được nữa. Nàng ôm mặt khóc. Con, con, con thật là không ngờ á. Con không ngờ Trân là tên sở khanh hèn hạ. Gạt ai chứ gạt con á thì không có sống được đâu. Vũ hoảng hốt. Kìa con, con đừng có nghĩ như vậy. Thằng Trân không ra gì thì mình cố lánh xa, có thiệt thòi gì đâu. Con làm thế là hại cả một đời danh dự gia đình ta sẽ mất hết ngọc dung thấy nguôi dần trước những lời tha thiết của cha ờ phải rồi giữa mình và trân nào đã có gì đâu mình chỉ làm tin tưởng hắn trong một thời gian chứ nào hắn đã chạm được đến người của mình đâu nhưng cứ nghĩ tới trân nghĩ tới những lời trân đã nói nàng không thể nào tin được anh ta là tên đểu giả dạ đánh vậy Biết chừng đâu cha nàng đã lầm hay có kẻ nào đó đang muốn phá hoại cuộc hôn nhân giữa nàng và Trân. Nàng phải biết rõ cái ấy mới được. Ngọc Dung ngước lên nhìn cha mà hỏi. Thứ ba, con đã hiểu rõ con người của Trân rồi. Nhưng vậy thì dù có muốn làm hại con, Trân cũng sẽ thất bại. Con chỉ thắc mắc có một điều thôi. Điều gì con? Ai đã nói cho ba nghe tâm địa hèn mạc của Trân con muốn được gặp người đó để hỏi cho rõ ràng hơn vũ lộ vẻ suy nghĩ cho ngọc dung gặp phiên thì bất tiện lắm thật ra phiên cũng chẳng hiểu gì về cuộc hôn nhân này vũ lắc đầu bảo con con có gặp người đó thì cũng chỉ biết bao nhiêu đó thôi mà chưa chắc họ chịu nói bà cố nài nỉ mới được biết rõ như thế chớ họ có muốn nói xấu bạn bè đâu hay là con không tin ba ngọc dung lắc đầu dạ không con đâu có dám vậy nhưng con muốn biết thêm về thủ đoạn của trân nếu biết con sắp sửa là hôn thê của trân chắc họ không có nợ giấu con đâu người ấy đến giờ này vẫn chưa biết ba muốn gả con cho trân thì mình nói thật với họ chứ gì ba vũ thấy con tha thiết muốn gặp người đã nói về trân thì nghĩ mình không nên từ chối ngọc dung có thể hiểu là mình đã bịa ra câu chuyện đó chàng bảo con thôi được rồi ba sẽ đưa con đến gặp người đó nhưng theo ý ba con không có nên nói rõ sự thật cuộc hôn nhân giữa con và trân sao vậy ba nếu mà biết rõ chưa chắc họ chịu nói gì thêm dù trân là người xấu họ sẽ ân hận khi đã tiết lộ chuyện đó với mình người tử tế đâu có ai muốn mang tiếng nói xấu bạn bè vắng mặt đâu con Ngọc Dung gật đầu nói. Con hiểu rồi, nhưng con muốn được biết thêm nhiều về trăng hơn nữa. Trước khi quyết định một việc hệ trọng, con không muốn sau này phải ân hận. Vũ đáp, ba đồng ở với con như vậy. Mai này con nên đi với ba đến tiệm Mai Tây Thi. Ngọc Dung nhìn cha lộ vẻ ngơ ngác Vũ tiếp. Mình đến tiệm Tây Thi để được hiểu thêm về trăng Ba đã nói lúc nãy con quên hàng sao Trân dụ dỗ một cô thợ mai làm hại cuộc đời người ta rồi bỏ rơi. Đến đổi bây giờ cô ta phải đi làm gái nhảy đó. Dạ nếu vậy thì con sẽ đi với ba. Hai cha con trở vào nhà. Ngọc Dung xin phép cha về phòng riêng. vẻ mặt nàng buồn bã khác thường. Vũ nhìn theo con trong lòng thương hại lắm. Chàng biết Ngọc Dung đang trải qua một cơn xáo trộn ghê gấm trong tâm hồn. Đêm nay chắc con chàng không thể nào ngủ được bao nhiêu dự tính về tương lai phút chốc tiêu tan chàng bước nhanh về phía phòng mình mộng ngọc vẫn còn thức và thấy chồng đi vào liền ngồi dậy hỏi thế nào mình con có buồn lắm hay không vũ gật đầu anh muốn mình qua ngủ với ngọc dung đi nó đang khổ lắm đó. mộng ngọc bước xuống giường hỏi bộ mình nói với con là em cũng biết nữa sao anh không nói, nhưng tự nhiên nó cũng hiểu là anh đã cho em biết. Ráng khuyên nhủ nói gì, ngày mai nó còn chịu thêm nhiều thử thách nữa. Thử thách gì vậy mình? Vũ đáp, anh sẽ đưa nó đến tiệm Tây Thi như đã nói với em hồi chiều đó. À, anh muốn nó thấy rõ những việc làm tồi tệ của Trân chứ gì? Đúng vậy, có điều anh lo, không biết cậu Phiên có chịu giúp mình nữa hay không chứ giúp gì anh thì đưa anh và ngọc dung đến gặp bà chủ tiệm tây thi mộng ngọc tin tưởng sao mà lại không sao lại không em anh trọng mà mình gia đình đó với ta quen thân nhau tự lâu rồi mà vũ lắc đầu nói anh cũng biết vậy song có điều khó quá thấy vũ ngập ngừng mộng ngọc hỏi tiếp gì mà khó vậy anh em không có hiểu gì hết á. Hồi chiều á cậu phiên không biết chuyện mình định gả ngọc dung cho trân nên tiết lộ những hành động xấu xa của bạn. Mai đây á khi biết được điều dự tính của mình chắc phiên không có chịu nói thêm để tránh khỏi phải mang tiếng. Mộng Ngọc ngắt ngang lời chồng. Mang tiếng gì hả anh? Không lẽ cậu ấy cứ nín thinh cho mình gả làm ngọc dung hay làm sao? vũ nín lặng một lúc rồi nói theo anh biết thì gia đình bên ấy cũng tính hỏi ngọc dung cho phiên đó đôi mắt mộng ngọc vụt sáng lên thế hả phải chi mà em biết sớm chuyện đó vũ thở dài nhưng vậy mới rắc rối đó à, bây giờ cậu phiên biết chuyện này chắc chắn sẽ phiền lòng lắm cậu ấy vô tình nói rõ tâm địa của trâm nhưng người ngoài và bạn bè của cậu ấy làm sao hiểu được ẩn tình có thể họ cho phiên muốn tranh cưới ngọc dung mà nói xấu bạn mình mộng ngọc chắc lưỡi lắc đầu à, thật là phiền quá nhưng mình thì hiểu rõ cậu phiên đâu phải là người như vậy hai vợ chồng lặng thinh một lúc vũ lên giường nằm nói mai này anh sẽ đưa ngọc dung đến gặp phiên nhờ cậu giới thiệu với bà chủ tiệm Tây Thi. Nếu cậu ngần ngại, anh sẽ nói cho cậu biết là mình cũng ái ngại lắm. Rồi thì tùy cậu ấy liệu định. Mộng Ngọc suy nghĩ một lúc nói. Sao anh không có đưa Ngọc Dung đến thẳng tiệm Tây Thi? Cần chi mà phải làm phiền cậu phiên? Vũ nhìn vợ hỏi. Không lẽ chẳng quen biết gì hết. Mình đi hỏi thăm việc riêng trong tiệm người ta. Chắc cái gì bà chủ đó lại chịu nói ý anh muốn đưa ngọc dung đến may đồ và để cậu phiên hỏi chuyện của bà chủ rồi làm như vô tình nhắc đến trân cùng với cô thợ mai trước kia anh muốn ngọc dung nghe rõ hết để khỏi băn khoăn khi quyết định thái độ đối với trân mộng ngọc nhìn chồng anh tính thế nào cũng được á em sang phòng của ngọc dung đây vũ gật đầu dặn vợ nếu mà ngọc dung không có đá động gì tới chuyện trân thì em cũng đừng có nhắc đến chỉ là buồn lòng nó thôi. Mộng Ngọc mỉm cười. cười. Em hiểu lắm, anh không có phải lo. Nàng với tay tắt đèn cho Vũ dậy ngủ, rồi bước ra ngoài khép chặt cửa lại. Vũ say mình nằm nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên chàng nhớ đến Diệp Thúy ở bệnh viện. Cả ngày bận lo cho Ngọc Dung, chàng không có thì giờ để đến bé lệ. phiên không nhìn ngọc dung mà chỉ ngó vũ chờ nghe hết câu chuyện của chàng chiều hôm qua khi vũ về rồi trọng đã nói cho phiên biết lý do nào khiến vũ phải tìm hiểu đời tư của kỹ sư trân phiên đã lớn tiếng trách anh sao mà anh không có nói trước để em nói với anh vũ như vậy có phải kỳ hay không trọng đã bảo chàng không có gì là kỳ hết em đừng có thắc mắc không nhầm chỗ gia đình anh Vũ với gia đình mình thân nhau có trên 20 năm, từ khi em còn bé kìa. Chuyện riêng của anh ấy như là chuyện của mình. Chúng ta đều có bổn phận lo lắng giúp nhau. Nếu em nghĩ đúng như vậy thì sẽ thấy không còn thắc mắc gì cả. Em không phải nói xấu trân mà chỉ lo cho Ngọc Dung, không lẽ để cho Ngọc Dung có một người chồng quá hư hỏng tồi tệ như vậy sao? Những lời của trọng nói thật chí lý khiến cho Phiên cũng đợi thắc mắc. Sáng nay, khi chàng ra phòng khách thì Trọng lại bảo Em ở nhà đợi Vũ và Ngọc Dung sang nha. Anh Vũ vừa mới điện thoại cho anh đó. Phiên ngạc nhiên hỏi Trọng Anh Vũ muốn gặp em chứ vậy anh? Thì chắc cũng chuyện trần. Anh mắc đến bệnh viện ngay bây giờ. Em ở nhà đáng giúp anh ấy nha. Phiên vâng lời anh nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu tuy không ưa Trân vì những hành động quá tồi tệ của hắn, nhưng Phiên không muốn mang tiếng là kẻ phản bạn. Ở vào hoàn cảnh của chàng, thật khó quá. Chàng có bổn phận giúp Vũ và Ngọc Dung, dù có phải mang tiếng cũng đành. Phiên ngồi nhà đợi chỉ khoảng nửa giờ sau, Vũ và Ngọc Dung đến. Chàng mời hai người vào phòng khách rồi hỏi. Dạ, anh cần em giúp việc chi? Vũ liền nói thẳng ra câu chuyện và không quên bày tỏ nỗi lo ngại của mình phiên nghe xong nhìn về phía ngọc dung hỏi cô đã mai đổ ở tiệm mai tây thi lần nào hay chưa dạ chưa ngọc dung ấp úng không biết gọi phiên bằng chú bằng cậu hay bằng gì phiên là em của bác trọng nàng nhưng chỉ hơn nàng vài tuổi thôi kêu bằng chú nghe cũng kỳ quá kêu bằng anh thì cũng không thuận vì phiên kêu cha nàng bằng anh sau cùng nàng quyết định kêu bằng cậu phiên bảo vũ anh không phải ái ngại gì cả anh trọng đã nói hết cho em nghe từ hồi chiều hôm qua rồi em xem chuyện này cũng như chuyện trong gia đình vậy thôi anh muốn cho cô dung hiểu rõ sự thật chứ gì ngọc dung thấy không khéo phiên sẽ hiểu lầm mình không tin lời nói của chàng nên vội cất tiếng thưa cậu không phải cháu không tin lời cậu nhưng trước khi quyết định một việc hệ trọng nhất đời cháu muốn được hiểu rõ tận tường phiên gật đầu tôi hiểu điều đó ngọc dung an tâm đi rồi phiên bảo vũ em muốn đưa anh và cô dung tới tiệm tây thi trước đã bà chủ tiệm này quen với em giả lại bà ta rất phiền về việc trân dụ dỗ cô thợ mai trước đây em sẽ gọi chuyện để anh và cô dung được biết thêm nhiều chi tiết nữa sau đó mình sẽ đến chơi nhà chị hạnh người bạn gái của em Em sẽ chỉ đứa con rơi của Trân cho anh và cô Dung xem luôn. Vũ gật đầu. Cậu tính sao cũng được. á. Cốt ý của tôi là muốn cháu Dung hiểu hết sự thật về Trân. Phiên đứng lên mời Ngọc Dung và Vũ ra xe. Chàng chỉ dặn dò Ngọc Dung. Cô cứ lựa đồ mai để mặc. Tôi gọi chuyện với bà chủ tiệm. Đừng có vẻ gì khác lạ mà họ chú ý nha. Dạ, cậu khỏi lo cháu rất bình tĩnh. Vũ nhìn con vững lòng tin. Chàng mừng vì sắp sửa giúp con vượt qua một giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Chàng không rõ những người cha khác. Gặp trường hợp như chàng sẽ giải quyết như thế nào. Họ có thẳng thắn giúp con giải quyết chuyện lòng như chàng hay không? Phiền lái xe thẳng đến tiệm Mai Tây Thi. Bà chủ niềm nở mời ba người vào phòng khách. Bà nói liền miệng. Cậu Phiên, lâu quá không có ghét chơi lúc này cậu không có giới thiệu các cô tới nên tiệm tôi cũng vắng khách hả à? phiên cười. cười bà nói quá lời tiệm bà nổi tiếng lắm rồi còn ai ở sài gòn mà không có biết nhưng hôm nay tôi cũng có khách cho bà đó chàng nói xong chỉ ngọc dung bà chủ cười tuê tuê với dáng điệu câu khách rất hạ cấp vậy hả Cô mai gì nè ngọc dung nhìn phiên rồi điềm đạm trả lời dạ tôi mai một ít áo dài ở đây bà có hàng đẹp hay không bà bà chủ tiệm dẫn ngọc dung đến chỗ tụ kiến mặc tình quảng cáo hàng phiên lấy thuốc mời vũ rồi bảo nhỏ anh để cho bà ấy nói hả hơi một lúc đã vũ hiểu ý gật đầu ngọc dung muốn việc mình mau xong nên cố ý mai năm sáu thứ hàng Bà chủ tiệm rất mừng và rất vui vẻ với khách. Trong lúc các cô thợ lo đo kích thước của Ngọc Dung, bà chủ trở ra trò chuyện với Phiên và Vũ. Giọng nói của bà rang rãng, đến nhức ốc. Bà hỏi Phiên, Cô đây là cháu của cậu hả? Sao từ lâu cậu không có đưa tới mai đồ? Cậu tệ thật à? Phiên ấp úng không biết nói làm sao thì Vũ đã đỡ lời. Cháu đi học ở xa, nên cậu nó chưa có dịp đưa tới đây đâu bà. Bà chủ tiệm gật đầu. Nhưng vậy là đúng rồi, chứ đời nào cậu phiên lại bỏ rơi tôi. Ba bốn năm về trước hồi tiệm mai này mới mở, không có mấy cậu giúp đỡ chắc là tôi đã dẹp rồi. Ơn ừ, mấy cậu đời nào mà tôi dám quên. Phiên nhìn bà chủ nói tự nhiên. Con mình Trân giúp bà nhiều chứ tụi tôi có là bao. Bà chủ xa sầm nét mặt. Giúp gì? Giúp như vậy thà đừng có giúp. Cậu đừng có nhắc cái tên điểu giả đó nữa. Vũ nặng lẽ nhìn bà chủ tiệm tay thi. Ngọc Dung đang đứng cho mấy cô đo kích thước bên kia bức màn cũng chăm chú nghe, không bỏ sót một lời. Phiên mỉm cười hỏi bà chủ. Mấy năm nay à, Trân có còn đến chơi với bà hay không? hắn mà dám giác mặt đến đây nữa làm sao? Vũ muốn đi thẳng vào câu chuyện nên giả bộ hỏi phiên. Trần nào vậy cậu? Kỹ sư Trần phải không? Bà chủ cướp lời phiên. Trần đó đó đà, ở Sài Gòn này có tai đó là đáng gờm hơn hết à. Vũ gật đầu nói, kỹ sư Trần thì tôi có quen, nhưng xem chừng cũng nhã nhặn bạc thiệp lắm mà. Bà chú tiệm biểu môi. Ha, thôi đi ông ơi, ông coi chừng làm chết đó đà. Rồi bà ta nói nhỏ, cốt ý để cho Ngọc Dung khỏi nghe thấy. Nhất là ông có cô gái đẹp như thế kia, thì đừng có nên cho giao thiệp với Trần. Vũ làm bộ sững số hỏi. Vậy sao? Mà cậu ta làm gì? Thì một tên sở khanh trí thức Sài Gòn này họ làm nói nhiều lắm rồi. Phiên cười nói, <laughs> Sở Khanh thì đủ rồi, bà còn thêm chữ trí thức làm gì cho rắc rối. Bà chủ nhìn Phiên đáp ngay, À, nguy là nguyên cái chỗ trí thức đó đa cậu. Nhiều người đã làm gì cái cấp bằng kỹ sư của nó đó. Mấy năm trước bà cũng làm bằng cấp hay sao? Tôi thì khác tôi 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 làm gì đã xem trân như mấy cậu cũng thật thà với bạn giúp người không vụ lợi ai ngờ hắn lại quá mưu mô vũ hỏi thêm trân đã làm gì mà xem chừng bà vẫn còn giận vậy bà chủ quay sang vũ không đâu ông kỹ sư trân cũng chẳng có cướp tiền giật bạc gì của tôi nhưng tôi khinh cậu đã mưu mô gạt gẫm luôn những người đã xem cậu ơi như bè bạn ở đời mà có một điều nên tránh là không bao giờ phản bội bạn bè phải hay không ông vũ gật đầu nói dạ đúng đúng là trên cái tình bạn bè thôi chứ ở đời còn biết bao điều phải tránh đâu bà phải rồi đối với bạn bè ai đi dùng cái lối uh, miệng mật gươm lòng Ông nghĩ xem cậu Phiên cũng quen với tôi một lượt với kỹ sư Trân đó. Nhưng lúc nào tôi cũng mến, cũng trọng cậu Phiên. Coi đó cũng đủ thấy tư cách đạo đức con người là quý ông à. Vũ thấy bà chủ tiệm mai cứ con cà con kê mãi thì nóng lòng. Lặp lại câu hỏi lúc nãy. Kỹ sư Trân đã làm gì vậy bà? Bà chủ kể lễ. Ông nghĩ xem mình làm ông kỹ sư đến đây chơi thì tôi tiếp đãi như hàng thượng khách ai ngờ cậu ta sanh tâm dê giảng mấy cô thợ mai của tôi đây những chuyện đó lúc ban đầu tôi cũng có hay biết gì lần đó có một con bé ở mỹ tho lên trên này học mai con nhỏ cũng đẹp lắm trần nó mê mệt nó đeo theo nhưng sao mà tôi ngu quá ông à tôi không có chú ý chân ve giảng không được lại bài mưu cho tôi đuổi con bé đó đi đó vũ hỏi mưu gì vậy bà có hôm trân đến chơi ngồi ở phòng này nè dắt áo ngoài trên chiếc ghế kia thì chỉ con bé đó làm khuy nút ở đây hôm sau cậu lại cậu nói với tôi là mất sáu ngàn đồng ở trong cái bóp của cậu ông nghĩ coi có kỳ hay không Tôi định gọi con bé vào hạch hỏi thì Trân lắc đầu. Bảo đó là số tiền đó có nhầm nhỏ gì. Đừng có làm lùm xùm mang tiếng. Nhưng cậu có ý nói với tôi là nên đuổi con bé đó đi. Thứ gian xảo để trong tiệm đó có hại lắm. Vũ thở dài trước thủ đoạn của Trân. Ngọc Dung vẫn chú ý nghe không bỏ sót một lời. Bà chủ tiếp. Lúc đó tôi đã nói với ông là tôi tin Trân lắm muốn làm vừa lòng khách mà chỉ phải đuổi con bé kia tôi đâu có ngại. Nhưng ai mà ngờ được, Trân muốn đuổi con bé để con nhỏ bơ dơ, đặng cậu ta có dịp mà ra tay nghĩa hiệp. Nghĩ thật là tội, con bé không có chỗ nương tựa bị Trân dụ dỗ làm hại cả một đời. Khi tôi hiểu rõ tâm địa hèn hạ của Trân thì chuyện đã muộn rồi. Vũ đã rõ phần sau về câu chuyện của cô bé thợ mai, nhưng lại muốn hỏi thêm cho Ngọc Dung được tỏ tường. Cô bé ấy bây giờ ở đâu hả bà? Tôi không có rõ lắm. Nghe chừng nó đã đi làm vũ nữ rồi thì phải à. Rồi bà ta gọi lớn. Nắm à! Một cô thợ mai từ bên kia phòng chạy sang. Dạ, thứ gì gọi con. Cái con lệ trước kia bị cậu Trân vũ dỗ đó. Bây giờ làm vũ nữ rồi phải không? Dạ, cháu có gặp lệ một lần. Coi bộ xấu hơn hồi trước nhiều. Mà lại đổi tên rồi gì à? Dạ gì hả? Tên gì vậy? Dạ, Diệp dạ, Thúy. Diệp Thúy, à Diệp Thúy. Vũ Kinh Hoàng kêu lên. Rồi, Diệp Thúy hả? Mọi người quay lại nhìn Vũ. Chính Ngọc Dung cũng ngạc nhiên, bước sang, nàng không hiểu tại sao cha nàng lại kêu lên như thế nhưng vũ đã kịp trấn tĩnh tâm thần chàng khẽ nói tên gì nghe lạ quá diệp thúy hả diệp thúy nghĩa là gì bà chủ tiệm hời hợt đáp ôi mấy cô đó mà cận gì nghĩa chứ không nghĩa anh họ cứ chọn tên nào nghe hay hay để gọi là được nhưng con bé đó đáng tội lắm ông à nghe đâu nó mồ côi cha lẫn mẹ từ nhỏ ở với bà ngoại rồi bà ngoại chết mới phải bơ dơ như thế đó không ai hiểu rõ hoàn cảnh của cô bé đó bằng vũ vì chính chàng là kẻ sinh thành nhưng không dưỡng dục chàng là cha ruột của lệ người cha thiếu bổn phận đối với con vũ muốn gào to lên như vậy trước mặt mọi người nhưng bao nhiêu là ràng buộc phải chi chàng nói lên được những lời đó, lương tâm chàng đỡ phải cắn rứt và tâm hồn chàng cũng thảnh thơi hơn. Thật là chua chát, lệ là dịp thúy, mà dịp thúy lại chính là cô thợ mai đã bị trân làm hại cả cuộc đời. Chàng muốn tránh cho con gái một cảnh đời buồn thảm, nên sắp đặt cuộc gặp gỡ hôm nay. Nào ngờ một đứa con gái khác của chàng lại gặp trân ở chỗ này, Vũ Gượng Bảo Phiên và Ngọc Dung. Thôi đã xong rồi, chúng ta đi dạy chứ phiên gật đầu vân dạ trong lúc ngọc dung đưa trước cho bà chủ tiệm một số tiền đặt hàng bà chủ tiệm đưa ba người ra đến cửa và cảm ơn đối đích phiên đưa vũ và ngọc dung về nhà mình nhưng vì trọng còn bận ở bệnh viện nên vũ cũng cứu từ mà về luôn chàng xuống xe bảo phiên tôi cảm ơn cậu nhiều lắm riêng ngọc dung chỉ cúi đầu chào phiên nét mặt đăm chiêu buồn bã Phiên muốn khuyên nàng một câu, nhưng e ngại có sự hiểu lầm, lại thôi. Vũ Bảo Ngọc Dung lên xe rồi nói thêm với Phiên. Không có cậu chắc gia đình tôi đã làm trân rồi á. Em muốn đưa anh và cô Dung đến nhà của chị Hạnh để thấy một cảnh khác còn đáng giận hơn á. Vũ lắc đầu. Thôi cậu à, như thế này cũng đủ lắm rồi. Trân hành động quá đoạn hậu, ngày sau trong cuộc đời sẽ chịu nhiều hậu quả đớn đau. Tôi dám tiên đoán như vậy. á. Phiên mỉm cười cho vừa lòng Vũ, hai người bắt tay nhau một lần nữa rồi Vũ lên xe. Từ đó cho đến khi về đến nhà, chàng và Ngọc Dung không nói với nhau một lời. Hai cha con mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng biệt. Vũ nghĩ tới luật quả báo của nhà Phật tự chàng gây khổ cho hiền ngày xưa nên con ruột của chàng phải gặp cảnh sầu não đớn đau nhưng sao cuộc đời của bé lệ lại phải gian trưng chìm nổi thế kia mẹ nó đã chịu khổ nhiều rồi chưa đủ sao còn chàng chàng đã làm khổ cả đời hiền thì bắt chàng chịu sự trừng phạt chớ bé lệ nào có tội tình gì càng nghĩ vũ càng đau đớn xót xa cứ hình dung đến những ngày bơ vơ của con chàng muốn chết đi được Lệ đã bị nghi ngờ là ăn cắp tiền, bị đuổi ra khỏi tiệm mai, bị trân dụ dỗ lường gạt, đã phải sống như một gái điếm thường lưu. Để rồi đi làm vũ nữ. Trời ơi! Con mình có tội tình gì đâu. Trong lúc mình dư tiền dư bạc lập bệnh viện thí, giúp người không công, mà con mình lại sống một cuộc đời nhơ nhớp, đến ngày tàn đau không thuốc uống ở trong một xó hẻm tối tăm. Vũ nghĩ ngợi liên miên và chỉ lái xe bằng tiềm thức. Ngọc Dung cũng thế, tuy ngồi ở bên cha nhưng trí nghĩ ở đâu đâu. Nàng đã thấu hiểu hết hành động của Trân rồi, thật là nhơ nhớt quá. Sao con người tri thức như Trân lại có thể làm được những việc đó? Rồi thì cơn tức giận cũng đi qua. Càng suy nghĩ, nàng càng thấy có nhiều lý lẽ để bên vực Trân. Tuổi thanh niên ai lại không thế? Ít có người đàn ông nào khi đến lúc cưới vợ mà chỉ biết có mỗi một người đàn bà. Nàng vẫn thường nghe thiên hạ nói thế. Thì Trân cũng là con người, chàng đâu có làm sao khác được. Nàng giận Trân nhiều lắm, nhưng vẫn thấy yêu Trân. Đối với nàng, Trân không hề tỏ ra xuồng xã bao giờ. Trân chưa từng nói một câu thiếu êm dịu, đừng nói chi có những cử chỉ khả ố. Một sự giả hình, giả dạng chăng. Ngọc Dung không thể tin như thế. Rất có thể Trân có nhiều người yêu, nhưng chàng thành thật yêu nàng và muốn cưới nàng làm vợ. Ờ, à, có thể nhưng vậy lắm. Nếu quả thật trân xem trọng mình á, thì tại sao mình lại quá khắc khe đối với dĩ dãn của Trân? Những gì đã qua thì ai mà còn kể đến làm gì nữa? Miễn Trân thành thật nói hết cho mình nghe, mình sẽ tha thứ tất cả. Bây giờ đã đến lúc thử thách tấm lòng của Trân đối với mình xem thử chàng thành thật yêu thương hay chỉ coi mình như bao nhiêu thiếu nữ qua đường khác ngọc dung nhớ đến lời hẹn với trân lên Binh đinh sau giờ học nhưng hôm nay bận đi với cha nàng không đến trường hay là đợi đúng giờ nàng đến gặp trân rồi thử lên Binh đinh với chàng xem sao nếu trân cư xử đúng đắn thì chàng thành thật yêu nàng và chỉ nghĩ đến hôn nhân bằng ngược lại nàng cũng còn đủ thì giờ mắng vào mặt tên sở khanh định lợi dụng nàng. Ngọc Dung nghĩ thế nên quay sang nhìn cha. Nàng muốn nói cho Vũ biết là nàng sẽ đến gặp Trân. Nhưng khi nhìn thấy vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi của cha, nàng lại thôi. Thà là nàng lén đến gặp Trân để thử thách tình yêu của chàng. Chớ nói với cha, ông sẽ còn hỏi lôi thôi thêm lắm. Vũ cho xe đậu trước sân nhà rồi bảo Ngọc Dung, con vào nhà đi, ba đến bệnh viện một lúc nói cho mẹ con biết nha. Ngọc Dung vân dạ xuống xe, Vũ lui xe ra khỏi cổng rào đi ngay. Mộng Ngọc ngó thấy Ngọc Dung ngơ ngác hỏi. Ba con đi đâu vậy? Ngọc Dung đáp. Ba đến bệnh viện mẹ à. Mộng Ngọc gật đầu khẽ hỏi Ngọc Dung. Thế nào con? Đúng rồi mẹ à. Trân là người không được đứng đắn. Nhưng đó là chuyện trước kia. Bây giờ không biết làm sao. Mộng Ngọc là người hoang mang hơn hết trong chuyện này. Nàng đã đề xướng việc gả Ngọc Dung cho Trân, nên trong trường hợp này thật khó mở lời. Nàng hỏi con, ba nói sao? Dạ, ba phiền lắm mẹ à. Từ đó về đây ba không có nói một lời nào á. Mộng Ngọc nói, mai là con dè dặt đối với Trân. Để nó xuồng xả hơn nữa, không biết tai hại đến đâu á. Thôi từ nay đừng có gặp Trân nữa Để mẹ tìm cách nói cho nó hết đến đây Giọng đọc xứ cơ hoa xin tạm dừng ở đây Hẹn gặp lại các nhà vào buổi đọc truyện ngày mai nhé